Thưa quý vị, cùng với việc người dân được phép đi lại trong phạm vi thành phố khi nới lỏng giãn cách xã hội, thì bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 10, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng được tăng thời gian phục vụ nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu gắn với đảm bảo phòng dịch. Kể từ 8 giờ sáng nay, trung tâm thương mại tại Lotte Mart Cần Thơ bắt đầu phục vụ khách hàng đến hết 21 giờ thay vì 17 giờ 30 phút như trước. Cùng với đề nghị tuân thủ việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, thì đơn vị cũng tiếp tục bố trí khu vực để khách hàng chờ đến lượt mua sắm theo số lượng quy định. Chúng tôi vẫn giới hạn khách hàng vô theo từng lượt khoảng 10 người và vấn đề là giữ khoảng cách cũng như hạn chế tiếp xúc với khách hàng giữa nhân viên của mình. Đồng thời những nhân viên đang làm việc cũng đã được tiêm vaccine tất cả để phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn hơn. Hàng hóa và lượng hàng hóa thiết yếu đã được chuẩn bị rất là dồi dào, cũng như là vấn đề về giá cả đảm bảo cái sự bình ổn trong cái thời gian này. Qua hơn 2 tháng ở nhà để phòng chống dịch COVID-19, đây là ngày đầu tiên nhiều người lựa chọn đến mua sắm trực tiếp tại siêu thị. Theo ghi nhận, ý thức bảo vệ bản thân của từng người đã được nâng lên hơn trước rất nhiều. Tuân thủ về cá nhân thì ra đường như vậy không có khi nào mà không có thể thiếu, có nghĩa là khẩu trang, khử trùng, khoảng cách, khai báo y tế. Đối với tôi thì xuống chỉ thị 15 nhưng mà thật khi cần thiết tôi mới đi ra đường. Còn những cái nào không cần thiết mình cảm thấy mình đặt được thì mình nên đặt hàng. Trong hôm nay, các cửa hàng tiện lợi của Co-op Food trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đã tăng thời gian phục vụ khách hàng đến mua sắm từ 9 tiếng lên 15 tiếng. Bên cạnh tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định về phòng dịch, các đơn vị cũng tăng lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Hiện nay thì hàng hóa cũng rất là phong phú, cũng đã áp dụng đầy đủ nhu cầu của mình. Khi đi mua đồ thì cũng phải giữ khoảng cách với giữa mình với người khác. Về mặt nhân viên của mình thì đã hướng dẫn bảo vệ và các bạn luôn là mình sàng lọc cái khách hàng đi vào bên trong này là giới hạn tối đa cái số lượng người để mình có thể đảm bảo được 5K ở trong cửa hàng mình. Nhân viên mình cũng được trang bị khẩu trang, rồi bao tay, màn chắn bảo hộ, rồi thêm chỗ tính tiền nó có thêm một cái màn chắn nữa và đảm bảo khách hàng không có đứng gần nhân viên. Trong khi 105 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Cần Thơ chưa hoạt động trở lại, thì việc 9 trên 9 siêu thị và 137 trên 175 cửa hàng tiện lợi đồng loạt tăng thời gian phục vụ khách hàng là điều kiện để người dân thuận tiện đến mua sắm, nhất là tránh tập trung tại một nơi trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, các đơn vị khuyến khích khách mua hàng theo hình thức trực tuyến thông qua các ứng dụng, điện thoại hoặc website để nhanh chóng, thuận lợi và an toàn.